Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chất lượng và Cuộc sống. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất. Như thường lệ, mời quý vị theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Sẵn sàng cho các hoạt động ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2022. Thu hồi sản phẩm cà phê Hoàng Gia khiến một phụ nữ hôn mê. Doanh nghiệp không nộp quỹ bảo vệ môi trường sẽ bị phạt đến 2 tỷ đồng. Giá vé bay nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tăng chóng mặt. Hài kịch do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đạo diễn sắp ra mắt. Thưa quý vị, công tác chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, quy hoạch hàng quán dịch vụ, bổ sung phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng kịch bản đón tiếp đồng bào đã được tỉnh Phú Thọ hoàn tất trong sự kiện giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Tất cả nhằm đáp ứng cao nhất những mong mỏi của đồng bào trong ngày hội lớn của dân tộc, ngày hội về nguồn. Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng năm nay có chủ đề Linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai thực hiện. Sự kiện gồm các hoạt động phần lễ như lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ ngày 6 tháng 3 âm lịch, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng ngày 10 tháng 3 âm lịch và lễ dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong. Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó còn có các nội dung phần hội, gồm 12 hoạt động truyền thống, tổ chức ở quy mô phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Giám đốc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch đã cơ bản được hoàn tất. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay hứa hẹn sẽ có các hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn khác, như hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày tỉnh Phú Thọ, biểu diễn đánh trống đồng, đâm đuốc, lễ hội truyền thống Đình Hùng Lô, giải bơi trải trên hồ công viên Văn Lang, trong đó điểm nhấn là hoạt động kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trước đó, một phụ nữ sau khi sử dụng sản phẩm đã bị hôn mê, tổn thương não. Kết quả giám định của Viện Pháp Y cho thấy, trong sản phẩm cà phê Hoàng Gia có chứa sibutramine, một loại chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược và thực phẩm chức năng do những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe con người. Sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma, tự công bố và sản xuất sản phẩm. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ tại khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hiện, Cục An toàn Thực phẩm đã yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành của công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Hà Nội và Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Trước đó, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân. Bệnh nhân đã uống theo hướng dẫn với liều lượng mỗi sáng một gói. Khi uống, chị thấy cà phê có vị ngọt thơm như cà phê sữa. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, sau uống 15 phút, chị có cảm giác khó thở, lạnh toát và háo nước, thân nhiệt hạ thấp đột ngột, phải bật quạt sưởi và đắp chăn bông vẫn thấy lạnh. Qua 10 ngày điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Tuy nhiên, di chứng có thể để lại hay không khi não bị tổn thương thì cần thêm thời gian kiểm tra mới có thể xác định được. Kết quả giám định của Viện Pháp Y cho thấy trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng,
có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe con người. Thưa quý vị, các doanh nghiệp có thể bị xử phạt lên đến 2 tỷ đồng nếu không kê khai, nộp kinh phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ. Quy định này nhằm thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các loại sản phẩm bao bì chứa chất độc hại, khó tái chế như thuốc bảo vệ thực vật, kẹo cao su, tã bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần, thuốc lá và đồ nhựa dùng một lần, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ da, giày dép, đồ chơi và túi ni lông khó phân hủy kích thước nhỏ đều phải nộp bản kê khai trước ngày 31 tháng 3 và nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 về Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai theo quy định. Đối với những doanh nghiệp không kê khai, không nộp tiền, ngoài việc thanh tra xử phạt hành chính, những doanh nghiệp này còn bị công khai tên doanh nghiệp vi phạm trên cổng thông tin điện tử EBA quốc gia. Thưa quý vị, các chặng bay nối những thành phố lớn tới điểm du lịch nội địa nổi tiếng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang tiếp tục ghi nhận giá vé nhích tăng từng ngày. Giá vé tăng 2 cho đến 3 lần so với thời điểm tháng 3. Tình trạng này xảy ra trên một số chặng bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn. Theo khảo sát, hành trình đi từ Hà Nội đến Phú Quốc khởi hành từ 30 tháng 4 và trở lại vào ngày 3 tháng 5 theo lịch nghỉ lễ, hiện ghi nhận giá vé rẻ nhất ở mức 4,9 triệu đồng khứ hồi, đã bao gồm thuế phí, cao gấp 4 lần giai đoạn thấp điểm. Hãng bay cung ứng chuyến bay đang có mức giá này là Vietjet Air. Những lựa chọn khác của hành khách gồm chuyến bay của Bamboo Airways với giá vé rẻ nhất là 5,3 triệu đồng và Vietnam Airlines với giá vé rẻ nhất là 8,2 triệu đồng. Mức giá mà các hãng bay đưa ra cho chặng bay này đã tăng trung bình khoảng gần 2 triệu đồng so với giai đoạn đặt vé đầu tháng 3. Từ đầu trục thành phố Hồ Chí Minh, giá vé đi Phú Quốc theo lịch bay trên rẻ nhất đang ở mức 3,1 triệu đồng từ Vietjet Air. Hành khách cũng có thể lựa chọn chuyến bay của Viettravel Airlines với mức giá 3,5 triệu đồng và Bamboo Airways với mức giá 3,8 triệu đồng. Nếu có nhu cầu du lịch Nha Trang, hành khách từ Hà Nội đang có lựa chọn chuyến bay rẻ nhất ở mức 4,6 triệu đồng từ Vietjet Air. Những lựa chọn còn lại là Bamboo Airways 5,2 triệu đồng, Vietnam Airlines 7 triệu đồng. Huế cũng đang là một điểm đến ghi nhận giá vé máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ, có giá vé rẻ nhất trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Huế trong giai đoạn trên là chuyến bay của Vietjet Air 3,1 triệu đồng, xếp sau là Bamboo Airways 4,4 triệu đồng và Vietnam Airlines 4,9 triệu đồng. Từ Hà Nội đi Huế dịp nghỉ lễ, lựa chọn bay rẻ nhất của hành khách là chuyến bay của Bamboo Airways với giá vé 4,4 triệu đồng, kế đến là Vietnam Airlines với mức là 4,7 triệu đồng, cao nhất là Vietjet Air với mức là 6,4 triệu đồng. Nhiều đại lý vé máy bay khẳng định Phú Quốc vẫn sẽ là tâm điểm du lịch nội địa trong dịp nghỉ lễ năm nay. Nhu cầu lớn từ hành khách đã khiến giá vé bay Phú Quốc còn đắt hơn bay du lịch nước ngoài. Cụ thể, nếu đặt vé sớm, hành khách chỉ cần chi trả khoảng 2 cho đến 3 triệu đồng cho vé khứ hồi đi Singapore hoặc Malaysia. Thưa quý vị, nhà hát Tuổi Trẻ sắp cho ra mắt vở hài kịch Cái Ao Làng do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đạo diễn, với cốt truyện về một làng quê yên bình, dung dị, nơi những người dân chân chất đứng trước bao biến động của xã hội hiện đại đang trên đà thay da đổi thịt. Vở kịch sẽ chính thức được ra mắt vào 20 giờ tối mai, ngày 9 tháng 4. Câu chuyện làng Cầu dưới sự dẫn dắt của ông Quyền, một Quyền trưởng thôn ích kỷ, tham lam và đầy cơ hội. Ông Quyền đã ngây thơ lập bè nhóm, âm mưu lừa dối dân làng hòng tranh thủ sự ủng hộ của những việc nói một đằng, làm một nẻo để trục lợi từ cái ao làng vốn gắn bó với người dân từ ngàn đời nay. Cái ao làng như một tấm gương, như long mạch của làng, việc lấp ao mở đường đã dẫn những mâu thuẫn cười ra nước mắt khiến làng quê dậy sóng. Nhưng rồi lẽ phải và những giá trị chân chính, tình người, tình làng nghĩa xóm được hàn gắn để trả lại sự bình yên vốn có của chốn thôn quê. Với phong cách giản dựng mang màu sắc hài kịch dân gian đương đại,
Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã có nhiều ấp ủ sáng tạo mới mẻ, châm biếm, hóm hình, giàu nhạc tính với phần âm nhạc được sáng tác riêng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cùng những nhạc phẩm và vũ đạo sôi động. Vở diễn với sự góp mặt của các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ được khán giả yêu thích như Quỳnh Dương, Anh Thơ, Thanh Bình, Duy Anh, Du Ca, Minh Cúc, Huy Hoàng, Đàm Hằng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0243 574 7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.